Luận Đại trí độ quyển 37. Phẩm thứ ba, tập tương ưng tiếp theo. Kinh này Xá Lợi Phất, khi thật hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát Ba Tát chẳng thấy Tát Bà Nhã cùng với quá khứ hợp, chẳng thấy Tát Bà Nhã cùng với hiện tại hợp, cũng chẳng thấy Tát Bà Nhã cùng với vị lai hợp. Vì sao? Vì cả ba đời đều chẳng thể thấy được bất khả kiến, vốn nữa là hợp với Tát Bà Nhã. Bồ Tát Ba Tát phải tu tập đúng như vậy mới được gọi là cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Luận: khi thật hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát chẳng thấy Tát Bà Nhã, tức nhất thiết chủng trí, cùng với quá khứ hợp. Vì sao? Vì quá khứ là hư vọng mà Tát Bà Nhã là thật pháp. Quá khứ là tướng sanh diệt mà Tát Bà Nhã chẳng phải là tướng sanh diệt. Tầm cầu quá khứ đã là chẳng thể được bất khả đắc rồi, nên quá khứ chẳng sao có thể hợp với Tát Bà Nhã được. Lại nữa, Phật đã nói các nhân duyên Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng thấy có quá khứ, hướng nữa là quá khứ hợp với Tát Bà Nhã. Đối với các đời hiện tại và vị lai cũng như vậy, phàm phu do tầm vọng chấp mà điên đảo chia thời gian ra làm ba đời, nhưng nghĩa của thời gian chỉ có một, vì thời gian là bất khả đắc. Lại nữa, Bát Nhã Ba La Mật là chân trí huệ của chư Phật ở cả ba đời trong khắp mười phương, bởi vậy nên Tát Bà Nhã chẳng thể hợp với ba đời, ví như kim cương chẳng đồng với cặn bã thiết được. Hỏi: trong mục tùy hỷ công đức có nói đến sự việc Bồ Tát niệm chư Phật trong ba đời, lại Tát Bà Nhã là trí huệ bình đẳng, là công đức hồi hướng vô thượng Bồ Đề, như vậy vì sao lại nói ba đời chẳng thể hợp với Tát Bà Nhã? Đáp: người còn tâm chấp mà niệm Tát Bà Nhã thì chẳng có thể gọi là hồi hướng vô thượng Bồ Đề được. Ví như món ăn ngon mà có lẫn chất tạp có thể làm hại người, người không biết lúc ban đầu ăn nhầm vào cũng có thể hưởng hương vị thơm ngon, nhưng về sau sẽ bị chất độc gây nguy hại đến tính mạng. Nếu còn phân biệt ba đời cùng Tát Bà Nhã hòa hợp là còn chấp tướng, trái lại nếu chẳng còn tâm chấp tướng nữa thì sẽ chẳng thấy ba đời cùng Tát Bà Nhã hòa hợp. Hợp: nếu Bồ Tát có niệm ở đời sau sẽ được thành Phật thì cũng đã niệm đời sau sẽ được Tát Bà Nhã rồi, như vậy thì sao lại nói ba đời chẳng có hợp với Tát Bà Nhã? Đáp: Tát Bà Nhã là trí huệ siêu xuất cả ba đời, là rốt ráo thanh tịnh. Nếu người tu hành mà ước tưởng phân biệt rằng ta sẽ được Tát Bà Nhã thì cũng chỉ như người thế gian ước tưởng phân biệt về các sự việc có thể được hữu sở đắc trong tương lai. Thế nhưng này, các sự việc đó chưa sanh, thời tiết chưa đến, các nhân duyên chưa hội đủ nên là chưa có, thì làm sao có thể hợp được? Ví như người nghe nói ngày mai mình sẽ được ăn ngon thì ngày hôm nay chỉ ước tưởng đến thức ăn ngon đó mà chưa thể ăn được. Cũng lại ví như có một đệ tử của ngài Maha Kachin nói với một vị trưởng giả rằng: ông hãy thu dọn nhà cửa cho thật trang nghiêm đi, khi tôi thành Phật tôi sẽ đến nhà ông để hóa độ cho ông. Nói như vậy là chẳng có tương ưng. Hỏi: có rất nhiều pháp, như vậy sao chỉ nói đến Tát Bà Nhã? Đáp: vì Tát Bà Nhã là chỗ quy thú của Bồ Tát. Bồ Tát trải qua nhiều đời chỉ nhất tâm tu hành cầu Tát Bà Nhã. Hỏi: vì sao Bồ Tát chẳng có tầm cầu nơi các pháp hữu vi và các pháp vô vi? Đáp: trong quá trình tu tập, Bồ Tát phải tầm cầu hết thảy các pháp mới vào được Tát Bà Nhã. Ở các phẩm trước đã có nói rõ. Kinh này Xá Lợi Phất, khi thật hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng thấy sắc cùng với Tát Bà Nhã hợp, dẫn đến chẳng thấy thọ tưởng hành thức cùng với Tát Bà Nhã hợp. Vì sao? Vì năm ấm chẳng thể thấy được, bất khả kiến. Lại chẳng thấy nhãn cùng với Tát Bà Nhã hợp, dẫn đến chẳng thấy nhĩ tỷ thiệt thân ý cùng với Tát Bà Nhã hợp. Vì sao? Vì sáu căn chẳng thể thấy được. Lại chẳng thấy sắc cùng với Tát Bà Nhã hợp, dẫn đến chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp cùng với Tát Bà Nhã hợp. Vì sao? Vì sáu trần chẳng thể thấy được. Lại chẳng thấy nhãn thức dẫn đến ý thức cùng với Tát Bà Nhã hợp. Vì sao? Vì sáu thức chẳng thể thấy được. Bồ Tát Ma Ha Tát phải tu tập đúng như vậy mới được gọi là cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Luận: hỏi: vì sao ở đoạn kinh trên có nói đến năm ấm, 12 nhập, 18 giới mà chẳng nói đến 12 nhân duyên? Đáp: Phật vẫn thường nói đến năm ấm, 12 nhập, 18 giới, 12 nhân duyên, cũng như thường nói đến hết thảy các pháp đều có cấu có tịnh, mà chẳng phải quyết định là thật có cấu, thật có tịnh. Vì sao? Vì ở đời các pháp có khi có các kiết sử sanh ra,
mà lại cũng có khi chẳng có các cái xưởng sanh ra. Ví như ở nơi ruộng lúa có lúa mọc lên mà cũng có cỏ dại mọc xen vào nữa. Phải biết rằng năm ấm 12 nhập, 18 giới, 12 nhân duyên đều là sự. Còn sáu pháp ba la mật dẫn đến các bản nhã, tức nhất thiết chủng trí mới là tịnh chủng. Bồ Tát do đã mọc kiết sử, chẳng còn dùng các sự việc dẫn sanh phiền não nữa, nên ở đây chẳng có nói đến 12 nhân duyên. Lại nữa, Bồ Tát có trí huệ thâm sâu, rõ biết về pháp không, nên chẳng còn khỏi các phiền não mà chỉ tu luyện các công đức. Bởi nhân duyên vậy, nên chẳng thấy năm ấm, 12 nhập, 18 giới cùng tất bản nhã hợp. Vì sao? Vì ở trong cả ba đời, tất bản nhã cũng là bất khả đắc. Kinh: Này Xá Lợi Phất, khi thật hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng thấy đàn ba la mật, dẫn đến chẳng thấy bát nhã ba la mật cùng tất bản nhã hợp. Vì sao? Vì sáu pháp ba la mật chẳng thể thấy được, lại chẳng thấy bốn niệm xứ tám thánh đạo cùng tất bản nhã hợp, dẫn đến chẳng thấy mười Phật lực, 18 bất cộng pháp cùng tất bản nhã hợp. Vì sao? Vì bốn niệm xứ tám thánh đạo dẫn đến mười Phật lực, 18 bất cộng pháp chẳng thể thấy được. Bồ Tát Ma Ha Tát phải tu tập đúng như vậy mới được gọi là cùng bát nhã ba la mật tương ưng. Luận hỏi: Nói năm ấm, 12 nhập, 18 giới là những pháp thế gian chẳng cùng tất bản nhã hợp thì còn hợp lý, nhưng vì sao nói sáu pháp ba la mật cũng chẳng cùng tất bản nhã hợp? Đáp: Sáu pháp ba la mật được phân ra làm hai loại, đó là ba la mật thế gian, ba la mật xuất thế gian. Ba la mật thế gian chẳng cùng tất bản nhã hợp, ba la mật xuất thế gian mới cùng tất bản nhã hợp. Lại nữa, khi hành sáu pháp ba la mật mà chưa sạch kiết sử thì chẳng có thể cùng tất bản nhã hợp được. Lại nữa, sáu pháp ba la mật cũng đều là không, đều chẳng thấy được, bất khả kiến nên chẳng thể cùng tất bản nhã hợp được. Hỏi: Sáu pháp ba la mật có tục có đạo, vì sao 37 phẩm trợ đạo là pháp dẫn đến niết bàn mà cũng chẳng cùng tất bản nhã hợp được? Đáp: 37 phẩm trợ đạo là pháp môn tu của hàng nhị thừa dẫn đến niết bàn nhị thừa. Niết bàn của Bồ Tát mới dẫn đến Phật đạo, nên 37 phẩm trợ đạo chẳng có thể cùng tất bản nhã hợp được. Hỏi: Vì sao trong kinh nói Bồ Tát cũng học 37 phẩm trợ đạo? Như vậy vì sao nói 37 phẩm trợ đạo chẳng cùng với tất bản nhã hợp? Đáp: Bồ Tát tu tập 37 phẩm trợ đạo mà chẳng chấp, nếu chấp thì sẽ hồi hướng về đạo thanh văn. Bởi vậy nên nói 37 phẩm trợ đạo chẳng cùng tất bản nhã hợp được. Hỏi: Vì sao 10 lực, 18 bất cộng pháp cũng chẳng cùng tất bản nhã hợp được? Đáp: 10 Phật lực, 18 bất cộng pháp tuy là diệu pháp, là tất bản nhã, nhưng vì Bồ Tát chưa lậu tận nên chẳng cùng với tất bản nhã hợp được vậy. Nói về 10 Phật lực nên phân biệt có 3 trường hợp, đó là Bồ Tát tuy chưa được Phật đạo, nhưng do tu tập 10 Phật lực mà dần dần sẽ vào được Phật đạo. Bồ Tát do tu tập 10 Phật lực đã vào được Phật đạo và đang cầu được tâm tất bản nhã. Bồ Tát do tu tập 10 Phật lực đã vào được Phật đạo và đã tương ưng với tất bản nhã. Chỉ có hạng Bồ Tát sau cùng mới học với tất bản nhã, còn hai hạng Bồ Tát trên chưa học được với tất bản nhã. Lại nữa, tất bản nhã là rốt ráo không, là chẳng thấy được, nên chẳng có học cũng chẳng có không học. Kinh: Này Xá Lợi Phất, khi thật hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng thấy Phật và Bồ Đề cùng tất bản nhã hợp, cũng chẳng thấy tất bản nhã cùng Phật và Bồ Đề hợp. Vì sao? Vì Phật tức là tất bản nhã và tất bản nhã tức là Phật. Vì Bồ Đề tức là tất bản nhã và tất bản nhã tức là Bồ Đề. Bồ Tát Ma Ha Tát phải tu tập đúng như vậy mới được gọi là cùng bát nhã ba la mật tương ưng. Luận hỏi: Bồ Tát và Pháp Bồ Tát cũng chẳng cùng tất bản nhã hợp hay sao? Đáp: Trong loài người, Phật là đấng đại giác ngộ, là đấng vô thượng. Trong hết thảy Pháp, tất bản nhã là Pháp vô thượng, cho nên nói Bồ Tát và Pháp Bồ Tát chẳng cùng tất bản nhã hợp được. Vì sao? Vì được tất bản nhã rồi mới được gọi là Phật, chứ được tất bản nhã thì chẳng được gọi là Phật. Lại nữa, Phật tức là tất bản nhã tức là Phật. Lìa Phật ra chẳng có tất bản nhã, lìa tất bản nhã ra chẳng có Phật. Hỏi: Nói Phật là người nên chẳng cùng tất bản nhã hợp thì còn hợp lý, nhưng Bồ Đề là Pháp vô thượng sao cũng chẳng hợp với tất bản nhã? Đáp: Có thuyết nói Bồ Đề là trí huệ của Phật, nhưng tất bản nhã mới thật là nhất thiết trí huệ của Phật. Lại có thuyết nói ở trong 11 trí thì trí thứ 11 là tất bản nhã, còn 10 trí kia nhiếp về Bồ Đề.
Lại nữa, mười Phật lực là pháp của Phật, còn Bồ Đề là do Bồ Tát ước tưởng phân biệt mà có, chẳng phải là thật. Chỉ có chỗ sở đắc của Phật, tức là Tát Bản Nhã mới là thật pháp. Nếu nói Bồ Đề là pháp của Bồ Tát, thì pháp ấy cũng chỉ là hư vọng, chẳng thật có. Bởi vậy nên nói Bồ Đề chẳng cùng Tát Bản Nhã hợp được. Trong đoạn kinh nêu trên đây, Phật nói rằng Phật cũng như Bồ Đề chẳng cùng Tát Bản Nhã hợp. Thì sao? Vì Phật tức là Tát Bản Nhã tức là Phật. Bồ đề của Phật tức là Tát Bản Nhã tức là Bồ đề của Phật. Bồ Tát phải tu tập đúng như vậy mới được cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Kinh này Xá Lợi Phất, khi thật hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng tu tập sắc là có hữu hay là không vô, chẳng tu tập sắc là thường hay vô thường, chẳng tu tập sắc là khổ hay là lạc, chẳng tu tập sắc là ngã hay là vô ngã, chẳng tu tập sắc là tịch diệt hay chẳng phải tịch diệt, chẳng tu tập sắc là không hay chẳng phải không, chẳng tu tập sắc là hữu tướng hay là vô tướng, chẳng tu tập sắc là hữu tác hay là vô tác, dẫn đến chẳng tu tập thọ tưởng hành thức cũng đều là như vậy. Bồ Tát Ma Ha Tát phải tu tập đúng như vậy mới được gọi là cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Lại nữa, khi thật hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng giấy niệm có hành hay chẳng có hành Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Thì hành Bát Nhã Ba La Mật là chẳng hành mà cũng chẳng phải chẳng hành. Bồ Tát Ma Ha Tát phải tu tập đúng như vậy mới được gọi là cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Luật Bồ Tát phải quán năm ấm là chẳng phải có hữu, chẳng phải không vô với cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Vì sao? Vì thế gian do hai chấp hữu và vô mà cứ phải trôi lăn mãi trong sanh tử luân hồi. Nếu thuận dòng sanh tử là chấp hữu ngã, nếu nghịch dòng sanh tử để giải thoát cho riêng mình thì vẫn còn chấp vô ngã. Lại nữa, ngã kiến nhiều là do chấp hữu, tà kiến nhiều là do chấp vô. Chấp bốn ngã kiến là chấp hữu, chấp bốn tà kiến là chấp vô. Bị ba độc trói buộc là do chấp hữu, bị vô minh trói buộc là do chấp vô. Chẳng biết năm ấm do các duyên chứa nhóm sanh là chấp hữu, chẳng biết tập sanh là chấp vô, gần ác tri thức và ngoại đạo khiến phải đoạn về đoạn diệt. Chẳng tin có tội phước là chấp vô, nghĩ các pháp đều là không rồi chấp tướng không ấy là chấp vô, nghĩ sáu căn cũng hết thảy các pháp đều là thật có là chấp hữu. Tóm lại, ái kiến nhiều thì chấp hữu, tà kiến nhiều thì chấp vô. Như vậy hữu hay vô đều là hư vọng, chẳng phải thật có. Nếu phá được cả hai chấp hữu và vô thì mới vào được trung đạo. Ví như người đi trên con đường hẹp, một bên là hồ nước sâu, một bên là khu rừng lớn đang bốc cháy, thì người ấy phải khéo giữ mình, chẳng để bị trượt chân ngã về bất cứ bên nào. Vì sao? Vì nếu để trượt chân ngã về bất cứ bên nào, cũng đều nguy hiểm cả. Người chấp hữu và người chấp vô đều có lỗi. Vì sao? Vì nếu chấp các pháp là thật có, thì chẳng có các nhân duyên sanh pháp. Nếu đã biết các pháp do nhân duyên hòa hợp sanh, nên đều là tự tánh không, là vô pháp. Nhưng nếu lại chấp vô pháp là thật có thì chẳng có tội phước, chẳng có các pháp vậy. Do có người chấp hữu, có người chấp vô mà sanh ra có tranh chấp hơn thua phải trái, dẫn đến có sanh ra các kiết sử phiền não. Rồi do có các kiết sử phiền não mà sanh ra có tạo nghiệp dẫn vào ba đường ác. Trái lại, khi vào được thật tướng pháp thì chẳng còn có tranh chấp hơn thua phải trái gì nữa cả. Lại nữa, chấp hữu là chấp có các pháp hữu vi, mà các pháp hữu vi đều là vô thường, đều dẫn đến khổ đau. Còn chấp vô thì tin chẳng có tội phước nên tự do tạo tội ác, khiến phải đọa vào địa ngục thọ các quả báo khổ đau. Người chẳng chấp hữu, chẳng chấp vô mới ra được các lỗi lầm, vào được nơi thật tướng pháp. Lại nữa, năm ấm chẳng phải thường, chẳng phải vô thường. Nếu chấp năm ấm là thường thì chẳng có sanh, chẳng có diệt, do vậy mà chẳng có tội phước, chẳng có các quả báo thiện ác. Những cảnh chết chóc hàng ngày, cảnh bà con thân thuộc than khóc trước phút biệt ly xa cách, cho thấy rõ thân người cũng như vạn vật đều là vô thường. Trong kinh có nói đến thời kiếp tận thì hết thảy đều bị tiêu diệt là đại vô thường, bởi vậy chẳng có thể nói năm ấm là thường. Thế nhưng chỉ nên dùng vô thường để phá chấp về thường, mà chẳng nên chấp thường, chấp tướng vô thường. Vì sao? Vì chấp vô thường cũng là có lỗi. Nên biết rằng các pháp niệm niệm sanh diệt nên là không, sáu tình cũng niệm niệm sanh diệt nên chẳng thủ được sáu trần,
Vì sao? Vì nội tâm cũng như ngoại trần đều chẳng có chú, vô chú. Do vì chẳng chú nên là chẳng có duyên, vô duyên là không vậy. Nếu tư duy như vậy mà tu tập các nhân duyên và quả báo thì sẽ thấy nhân duyên và quả báo cũng luôn luôn biến chuyển. Từ đó giữa người chấp hữu và người vô chấp ắt sẽ có tranh chấp. Nên trong kinh nói năm ấm vô thường là bất khả đắc. Lại nữa, năm ấm chẳng phải khổ, chẳng phải lạc, chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã. Vì sao? Vì ở trong khổ có lạc và trong lạc có khổ. Nên khổ và lạc đều là bất khả đắc, dẫn đến ngã và vô ngã cũng đều là bất khả đắc.